gió mũi. Thứ nhất là độ lai, đi từ vùng chân mày thay lai lên đầu mũi tròn kính rất là cao, trụng cao liền. Trước đó trụng mũi rất là ngắn, cái cằm kéo về trước rất là đẹp. Chúng ta thấy không? Hello, chào mọi người. Cấu trúc mũi 3D là cái mũi rất là thành hành bây giờ thì mũi như thế nào ha? Thì hôm nay cũng rất nhiều khách hàng mổ mũi về cấu trúc S-Line 3D. Thì hôm nay chúng ta sẽ mổ một ca kinh điển về cấu trúc S-Line 3D như thế nào. Đó, và chúng ta nghe là phẫu thuật mũi S-Line rất là nhiều. Đó, thì hôm nay tôi sẽ mổ cái ca này từ lúc bóc tách như thế nào, vô dựng trụng như thế nào. Và 1/3 đầu mũi là trụng mũi, 1/3 đầu mũi là dùng sụn bít ngăn, sụn tay là sao, 2/3 trên sụn tay là sao. Và để giải thích rõ này thì mấy em show cái hình bệnh nhân đó cho khách hàng coi. Bây giờ chúng nhìn nhớ cái hình cái bệnh nhân đấy không? Ha, tôi thấy á là khách hàng này thực ra thì cô này thì cái da mũi cũng mỏng, mũi thấp, nhưng mà cái xương hàm phía trên á hàm hô hơi hô một chút xíu. Vậy khi để mà cái mũi này đẹp thì đầu mũi bị dựng cao lên và kéo cao và trượt về trước để che, một là mũi chính, thứ hai là che mất cái đỉnh xương hàm. Cái yếu tố thứ hai của khách hàng này là cái xương mũi hai bên này nó bị bèn. À, đây xương hai bên nó bèn, cho nên khi phẫu thuật chúng ta phải gom cái xương này. Thứ ba là mũi thấp, như vậy để cái đầu mũi này nó cao mà kính nó dài thì ta dựng cái đầu mũi lên. Mà dựng đầu mũi lên chúng ta không phải dùng sụn nhân tạo dựng lên, mà chúng ta phải dùng cái sụn vách ngăn của chính cô này và sụn tay. Đó. Rồi chúng ta nhìn nè. Đó, đúng không? Gió mũi thứ nhất là độ lai, đi từ vùng chân mày thay lai lên đầu mũi tròn kính rất là cao, trụng cao liền. Trước đó trụng mũi rất là ngắn, cái cằm kéo về trước rất là đẹp. À, chúng ta thấy không? Thấy không tự nhiên? Hai cái xương này nó đục xuống gọn rồi, nó bè rồi này. Hai xương gọn. Mổ mà không đục cái xương đó, chúng ta thấy hai xương tôi xử lý cho nó gọn hoàn toàn này. Giờ về hiện tại xương giờ vẫn sẽ gom rất là lộn sống rất là đẹp. À, thấy không? Ok. Cái cấu trúc mũi 5 mũi S-Line cấu trúc 3D này đã xong đó. Thì cái dáng mũi chúng ta thấy là cô này trước đó nó thấp ngắn. Mình dựng cái trụ lên không? Mình dựng trụ thì chúng ta phải tách hết xuống la, dựng trụ xuống cấp ngang, xuống tay dựng lên. Trên để đầu mũi bớt lộ sống thì chúng ta sẽ bọc một cái megalon, cái đầu mũi mềm lại. Cái megalon là cái niêm, cái bềm, cái một cái biểu bì nhân đạo. Nhúng mũi cũng mềm, ha, chúng ta bọc vô, đúng không? Và hiện tại chúng ta thấy mũi rất là chốt, thẳng cao rồi. Ha. Và cần học tranh, hai xương bè chúng tôi hạ thu hồi đó. Rồi, mọi người cảm ơn mọi người nha. Xin chào. Nếu bạn thấy thích video này thì đừng quên để một like và nhấn đăng ký kênh. Xin cảm ơn.